Chúa trên trời, con xin dâng hết tâm linh hướng lên Chúa trên trời. Xin dâng lên Cha tâm hồn, Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên Cha cho con bao bọc con. Ân thù đi ô lòng, I live up my soul. Ân thù đi ô lòng, I do live up my soul. Ô lòng my God, I trust in thee. You look at the dancing, let not my enemy triumph over me. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc cầu nguyện bay hám, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc con. Ân thù đi ô lòng, I live up my soul. Ân thù đi ô lòng, I do live up my soul. Oh Lord my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let not my enemy triumph over me. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc con. Thưa quý vị, khi chúng ta đến cùng nhau để thờ phượng Chúa, chúng ta đến đây để chúng ta hướng về Chúa để cùng nhau thờ phượng Ngài. Một trong những điều mà chúng ta có mặt tại đây đó là chúng ta thể hiện cái sự tin tưởng ở nơi Chúa của chúng ta. Cái điều quan trọng là những ai tin tưởng nơi Chúa, thành tâm thờ phượng Chúa thì Chúa ban phước cho. Cho nên cũng trong tinh thần đó, chúng ta cảm ơn Chúa vì sự thờ phượng Chúa là một cái đặc ân Chúa ban ơn cho mỗi đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa ban phước cho để trong cái tâm tình của quý vị, chúng ta được tương giao cùng với Chúa để chúng ta biết được ý muốn của Chúa, để tất cả mọi sự cầu xin, mọi sự tương giao, mọi nhu cầu của chúng ta được Chúa biết và Chúa ban phước cho. Actually, we are here because we trust the Lord. That's why we are here to worship Him. So that is, that is the way we glorify Him. So let us continue to worship the Lord and to sing, to glorify Him. Mọi vinh hoa trên đời này
ôi sao vô nghĩa trong vinh quang thiên thượng. Lòng con khiêm cung kính chờ mong ý Chúa, và tâm linh con xin thuận theo ý Ngài. Mọi vinh hoa trên đời này, ôi sao vô nghĩa trong vinh quang thiên thượng. Lòng con tốt kính cha, con yêu mến Ngài mãi. Nguyện dâng trọn đời con chỉ để thờ phượng cha. Cùng khi nhìn lên Cha thân, lòng con hiền vui trong tình yêu của Ngài. Mọi vinh hoa trên đời này, ôi sao vô nghĩa trong vinh quang thiên thượng. Lòng con khiêm cung khi chờ mong ý Chúa, tâm linh con xin thuận theo ý Ngài. Mọi vinh hoa trên đời này, ôi sao vô nghĩa trong vinh quang thiên thượng. Lòng con tôn kính Cha, con yêu mến con chỉ để thờ tôn cha. Yêu dấu lòng con tốt kính cha, con yêu mến Ngài mãi. Nguyện dâng trọn đời con chỉ để tôn thờ cha. Trong Kinh Thánh, Thánh Thi thứ 95 thì nhắc chúng ta nhận biết một điều rất là quan trọng, rằng Chúa của chúng ta là đấng tạo hóa. Và vì cớ Chúa là đấng tạo hóa cho nên Chúa tạo dựng lên muôn loài thọ tạo trong vũ trụ này, và đặc biệt chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Thì chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta đến đây để cùng nhau thờ phượng Ngài. Psalm 95 just remind us about our God, the Creator. We come here that we worship Him. So let us just watch
this video, and then we can continue to worship the Lord together. And can reduce it to 20. Rằng quý vị coi cái đoạn video đó, quý vị đọc nó, thật ra thì bằng tiếng Anh thôi, nhưng mà quý vị đọc được thì quý vị thấy rất là có ý nghĩa. Tác giả kêu gọi chúng ta đến đây để cùng nhau thờ phượng Chúa, và chúng ta đến thờ phượng Chúa có một cái mục đích rõ ràng, và chúng ta biết rằng cái đấng mà chúng ta đang thờ phượng nó là ai. Cho nên vì vậy chúng ta cảm ơn Chúa vì đấng chúng ta thờ phượng đó là Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng nên vũ trụ này. Ngài tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta là con dân của Ngài. Chúng ta được Chúa Ngài chăm sóc, Ngài dẫn dắt trên mỗi đời sống của chúng ta. Thì giờ này tôi mời quý vị đồng đứng dậy. Chúng ta sẽ cùng nhau hát ca ngợi Chúa. Nhưng mà nếu quý vị nào thấy đau chân quý vị khỏi phải đứng, quý vị hát tùy theo quý vị. Nhưng mà đứng lại thì sẽ tốt hơn. Can get a PowerPoint again. Let us read that one together. Tôi mời quý vị đọc chung cùng với nhau đoạn này. Let us read this one. And then this just summarize the Psalm 95. We just read it. So let us read together before we sing to continue to worship the Lord together. Hãy ca hát và mừng rỡ. Đức Chúa Trời là vua. Chúng ta hãy quỳ trước mặt Ngài. Chúng ta là dân của Ngài. Hãy lắng tai nghe tiếng Ngài. Cảm ơn Chúa về điều đó. Let us sing. Chúng ta sẽ cùng nhau hát ca ngợi Chúa. Chúng ta đến đây để cùng nhau thờ phượng Chúa. Hát nhạc phai, lúc âm thanh dừng lại, chỉ có tiếng lòng con có tiếng thở tông hiện
dâng lên trọn lòng tiếng quý giá Ngài mong. Con không chê đem dâng bài ca, khi lại hát không đem lại những ước muốn Chúa bằng đời mong. Chúa thấy kiên sâu trong lòng con nào dám đem che đậy ánh mắt Chúa thấu vào tim con. Hôm nay con sẽ tìm về đấng con tôn thờ, sẽ thờ tôn dâng Chúa thôi, chỉ dâng lên Chúa thôi. Ơi ngài, con xin ăn năn về điều trước con lỡ lòng, sẽ thờ tôn dâng Chúa thôi, chỉ dâng lên Chúa thôi. Ơi ngài, King of endless world, no one could express how much you deserve. You are weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself ain't not what you have required. Your song's much deeper within than a waiting up here. You look into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Hôm nay con sẽ tìm về đấng con tôn thờ, sẽ thờ tôn dâng Chúa thôi, chỉ dâng lên Chúa thôi. Ơi ngài, con xin ăn năn về điều trước con lỡ lòng, sẽ thờ tôn dâng Chúa thôi, chỉ dâng lên Chúa thôi. Ơi ngài, you will not send your glory with thanks on earth. You will not send your glory with thanks on earth. Vinh quang Cha, không ai có gì lấy chi sánh bằng. Vinh quang Cha, không ai có gì lấy chi sánh bằng. It's all about you. It's all about you, Jesus. Con xin ăn năn về điều trước con lỡ lòng, sự thờ tôn dâng Chúa thôi, chỉ dâng lên Chúa thôi. Hỡi Ngài. Kính lạy Chúa yêu dấu của chúng con,
Chúng con có mặt tại đây buổi chiều ngày hôm nay chỉ với mục đích duy nhất, đó là tôn vinh chúc tụng danh của Chúa ở giữa hội chúng của Ngài. Bởi vì Chúa của chúng con là đấng sáng tạo vũ trụ này. Ngài là Chúa của muôn Chúa, vua của muôn vua, và Ngài là đấng duy nhất có thể nhận được sự tôn vinh chúc tụng. Vì ngoài Chúa ra, không ai xứng đáng để chúng con tôn thờ giống như Chúa của chúng con. Vì vậy chúng con cảm ơn Chúa, để đặc ân Chúa ngày ban ơn cho mỗi đời sống của chúng con. Chẳng phải vì chúng con bôn ba mà có được, nhưng bởi sự khôn ngoan mà Chúa ngày ban cho chúng con nhận biết Chúa của chúng con là ai. Vì vậy chúng con cảm ơn Chúa, Ngài đã đấng sống, Ngài đã đấng phục sinh, Ngài đã đấng tế trị vũ trụ này. Và mọi sự trong đời sống của chúng con được Chúa quan phòng, được Chúa chăm sóc, được Chúa nâng đỡ, được Chúa bảo vệ. Và Kinh Thánh cho chúng con biết rằng nếu Đức Chúa Trời ở cùng với chúng con thì ai sẽ nghịch cùng chúng con được. Cảm ơn Chúa vô cùng. Đây chỉ là đặc ân duy nhất mà chúng con nhờ sự khôn ngoan, bởi sự thương xót của Chúa mà chúng con có được điều đó. Chúng con cảm ơn Chúa. Cùng với tinh thần đó, chúng con cầu nguyện xin Thánh Linh của Chúa giúp chúng con trong tinh thần tìm kiếm Chúa và thờ phượng Ngài. Và trong thời giờ này, nếu có bất cứ điều gì ở trong tâm lòng của chúng con mà không được thuận theo ý của Chúa, hoặc là chúng con đã phạm tội cùng với Ngài, thì xin Chúa Ngài tha thứ để chúng con được xứng công bình ở trước mặt Chúa, chúng con được tự do thờ phượng Chúa, được tương giao cùng với Chúa và cũng được tương giao cùng với tất cả những con cái yêu dấu của Ngài. Nguyện xin danh của Chúa được vinh hiển trong suốt thời giờ buổi chiều ngày hôm nay nói riêng khi chúng con thờ phượng Chúa, cũng như trong suốt cuộc đời của chúng con khi chúng con theo Chúa và thờ phượng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. As we gathering to worship our Heavenly Father, just thank you for your love and your care for us. You give us the wisdom, to open our eyes so we can see you, we can know who you are. You are the Creator. You are the one who can save us from our sins. The one can give us the righteousness before you through your Son Jesus Christ, so that we can fellowship with you and fellowship with one another. We come to worship you. We want to glorify your name. This is really a blessing as you bless us, so when we can worship you. So may the Holy Spirit be with us. Help us, guide us as we worship you to glorify your name. Chúng con cảm ơn Chúa và cùng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chính phủ vội
này. Nguyện xin Thánh Linh đăng đầy, nguyện thiêng sức thiêng ai đầy, ngờ vô tâm con trôi quan cái muôn đời, hát khen muôn thoa nào thôi. Hiệp tôn chân Chúa ba ngồi, Chúa trên muôn loài, nguyện trong hiến vinh nơi ngài, được xem dáng tôn niềm hoài, thờ tôn yêu thương Chúa thôi, đại đến đời đời. Cảm ơn Chúa, kính mời quý vị an toàn, you may sit it. Cảm ơn quý vị lên tiếng, tôi đang tính hỏi câu đó mà quý vị nói vậy là đúng đó. Thế mà nhiều khi, nếu mà nhiều khi cái không khí nó như vậy đó, là nhiều khi mình mất tập trung không? Cứ nghĩ lạnh quá, em mặc áo. Okay, cảm ơn Chúa. I think that the temperature, okay, did you turn off everything that way? Okay, good. Thank you. Chúng ta cảm ơn Chúa mà nhiều khi có dư dật quá không phải là tốt không mà. Mình ở đây có mọi phương tiện rất là tốt, cảm ơn Chúa. Trong phần thông báo đó thì buổi chiều ngày hôm nay như tôi thông báo với quý vị, chúng tôi mời quý vị sang thư viện để chúng ta có thì giờ thông công sau khi chúng ta nhóm thờ phượng chung với nhau tại đây. After the service, all of you invited to go to library so that we can have the dinner together and we have and also have a time of the fellowship together. So thank God for our opportunity and also we may have time to you know to just thank God for the people they their birthday on this month, so we just thank you for that. All of you invited, I hope all of you can enjoy us. Hoa trong nhà thờ ngày hôm nay thì do các con cháu của bà hai là quý biết bà hai đây không ạ? Biết bà hai là bà ngoại. Quý vị hỏi bà không biết cái gì hết. Dâng các con cháu dâng, cảm ơn Chúa là bà ngoại thì. Tôi thì thấy bà ngoại càng về sau thì cái càng vui hơn, mặc dù tuổi cao nhưng mà thấy vui với con cháu. Tôi biết bà ngoại từ tháng 5 năm 1985, rồi tháng 1 năm 87 thì trở thành con rể của bà ngoại. Và cho biết đến ngày hôm nay thấy bà ngoại càng ngày càng vui hơn, mà bà ngoại vui, các con, các cháu cũng vui hơn. Cảm ơn Chúa. Cho nên ở các gia đình thì dân Hoa để cảm tạ ơn Chúa. Nhưng mà ở trong nhà thờ này thì có hai người mà tuổi hơi cao là có bà Ngọc và bà Hai, phải không ạ? Quý vị cầu nguyện cho xin Chúa không những cho hai bà cụ, phải không ạ? Cũng như cho tất cả các con cái của Chúa trong đời chúng ta có sức khỏe. Tôi biết thì nhiều khi chúng ta không phải là đến cái tuổi cao rồi mình mới nghĩ rằng trong người của mình có cái bệnh này bệnh kia. Có thể có, nhưng mà chúng ta hãy cầu nguyện, cảm tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho nhau để xin Chúa cho có sức khỏe. Nếu mà đúng ra thì chúng ta ở bên Mỹ đây, chúng ta nhiều khi chúng ta gọi thì gọi ông, gọi bà, mà có nhiều khi tuổi cũng đã, có nhiều người tuổi cũng đã cao, phải không ạ? Nhưng mà nếu mà tuổi mà 60 như bên Việt Nam á, mà người Bắc là gọi bằng cụ được rồi, phải không ạ? Mà gọi bằng cụ được rồi, nếu mà người Bắc á, 60 tuổi cho nên là gọi bằng cụ rồi. Nhưng mà quý vị nghĩ gọi bằng cụ thì nó già quá, phải không? Tôi gọi bằng ông, bà, có người nhiều người thì gọi bằng anh chị được rồi, phải không? Thì không sao, nhưng mà cảm ơn Chúa. Cho nên cảm ơn Chúa cho trường hợp của bà. Và hai, xin Chúa cũng cầu nguyện, xin Chúa ban ơn cho chúng ta, mỗi người có được sức khỏe. Và có một điều nữa, can you show the video next PowerPoint, next one. Can you turn the light off, Tony? Tell him to turn the speaker on inside. I'm standing next to the rubble of one of the buildings that totally collapsed here in a large city in southern Turkey. In this place, Sin Relief is already working with ministry partners and churches to help share the love of Christ in very tangible ways, as well as to share the good news as God gives us those opportunities to do so. We're on our way to Antakya, which is the ancient biblical city of Antioch.
And in Acts 11:29, we see that the church at Antioch set the example for the church all through the ages as they took up an offering for the church in Jerusalem that was going through a tough time. Now we can respond to their example as Antioch has been devastated by this earthquake by praying for them and by giving to help them in this time of recovery. You can learn more about how to support the efforts here by going to sendrelief.org. Okay. Actually, cái ông mà ông nói chuyện đó là ông là tổng giám đốc điều hành của cơ quan truyền giáo hải ngoại. Và ông là người mà đã đi qua đến bên bên Thổ Nhĩ Kỳ và bên Syria. Và ông qua đó cùng với rất là nhiều những người tình nguyện qua bên đó để giúp đỡ ở bên đó. Và không phải chỉ giúp đỡ vấn đề là tìm người xem còn ai sống sót ở đó hay không, không thôi. Nhưng mà cũng giúp vào vấn đề tài chính, giúp chỗ ở, giúp vấn đề tư vấn, giúp rất là nhiều vấn đề như vậy. Và ở tại đó, đó thì ở tại Thổ Nhĩ Kỳ đó, cái chỗ mà bị động đất thì có một hội thánh của người Thổ. Nhưng mà có một ông mục sư ông đứng đó đó, thì quý vị biết rằng Hồi giáo bên đó thì họ rất là nhiều, cho nên có nhiều những con cái của Chúa họ cũng ngại đó. Mà có nhiều những vị giáo sĩ thì họ không có lên tiếng. Bởi vì nếu lên tiếng thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà giáo sĩ của giáo hội của chúng ta ở bên đó rất là nhiều, cho nên người ta đang làm việc bên đó. Và cũng vì vậy ông kêu gọi tất cả những con cái của Chúa đó, thứ nhất là cầu nguyện, và thứ hai đó là có thể dâng hiến để cứu trợ. Và ông có nhắc một cái câu đó, ở tại Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì ở tại đó có hội thánh Antioch đó, là hội thánh mà ngày xưa đó là sứ đồ Phaolô khi ông đi truyền giáo ở tại đó. Và hội thánh ngày xưa đó, khi mà Chúa Giêsu thời kỳ mà Chúa Giêsu sau thì hội thánh được thành lập tại Antioch đó, thì người ta dâng hiến sứ đồ Phaolô là người đến đó để cầu nguyện cho họ, dâng hiến cho hội thánh của Chúa tại Jerusalem. Thì ông cũng nói vấn đề như vậy, ở tại đó đó, với cái tinh thần đó đó, thì chúng ta ngày hôm nay cũng có thể dâng hiến để giúp cho những hội thánh ở tại Thổ Nhĩ Kỳ trong cái dịp này. Actually, in our denomination, SBC Southern Baptist Convention, we have a lot of volunteer and missionary in Turkey and also in Syria, actually in Middle East. But because of the situation, we don't let the people to know the missionary over there, and also the people, the missionary work over there is, we have to keep it very quietly. But we have one church, it's nearby the earthquake area, so that the president, went over there and prayed for the church. And he just asked us, you see that already, if we can pray for them and also to send the reliefs to not feel the need of the people. So if you want to do that, the address over there, you just send directly to them. And equip our people over here, they already, they contribute for the, we have the money here already. Oh. Ở trong đây có một cái chỗ mà dâng hiến nó đúng là 11.100, nhưng mà có một cái chỗ mà tôi đề sai. Chiêm My với lại Miên là dâng 300, là tôi đánh máy sao thành có 200 nữa. Cho nên nó được, tôi để chỗ tôi để tất cả tổng cộng là được 1.100. Cho nên cảm ơn Chúa với cái sự dâng hiến này. Đây cũng là điều mà chúng tôi cảm ơn Chúa với một số quý vị đã dâng hiến trong tuần trước đó. Khi quý vị nghe thông báo như vậy thì quý vị gọi là tự túc, còn quý vị gọi là tự phát thôi, quý vị dâng hiến cho cái vấn đề này. Nếu có thể được, tùy theo quý vị, đừng có làm những cái gì quá. Nếu mà quý vị không có đủ khả năng thì không sao, đừng có những vấn đề như vậy. Nhưng mà nếu có thể chia sẻ được mà với những khả năng của quý vị có được đó, thì cũng là điều tốt thôi. Thì quý vị cầu nguyện cho những người này, những người đang làm việc tại bên đó, cũng như cầu nguyện cho giáo hội. Nếu như quý vị nào muốn dâng hiến trực tiếp thì có cái địa chỉ tại đó, còn nếu không có thì quý vị gặp cô Ánh để dâng cái số tiền đó để cho chúng tôi sẽ gửi lên. Hội thánh người Hoa thì họ có hai cách dâng, họ mà nếu mà ai muốn đóng góp trực tiếp thì đóng góp trên đó, còn không có thì đóng góp qua hội thánh thì họ cũng nhận.
Cho nên chúng tôi xin thông báo với tất cả quý vị như vậy. Ok, đó là mấy vấn đề như vậy. Cảm ơn Chúa về sự dâng hiến của tất cả quý vị trong cái tuần lễ vừa qua. Tôi mời hai vị đến để lấy. Tôi mời chị Hương với lại hôm nay bà Sáu thì đi San Diego. Mời chị Hương với lại chị Tránh lấy. Quý vị cầu nguyện cho má của chị Sáu đó, thì chị cũng chị nói bà cụ bây giờ cũng yếu đó. Cho nên là quý vị cầu nguyện cho. Nên là mấy tuần nay thì má của chị Sáu yếu, cho nên chị phải xuống đó về chăm sóc vào cuối tuần đó. Với lại cuối tuần này thì có những bà con ở bên Boston qua bên đây nữa. Thì quý vị con chị Sáu cũng nói là hội thánh cầu nguyện cho chị. We just have one lady, she's not here today, but her mom live in San Diego. Her mom is very weak, so that she unable to come today and see ask us to pray for her mom. Ok, chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được đến thờ phượng Chúa. Nhưng không những vậy, Chúa còn cho chúng con có cơ hội để dâng hiến cho công việc nhà Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì chúng con tin rằng mọi thứ chúng con có được chẳng phải vì cơ bôn ba tài giỏi chúng con có được, nhưng bởi sự thương xót của Chúa và Ngài giao phó cho chúng con mọi thứ đó. Là chúng con sử dụng cho đời sống của chúng con trong cuộc sống cũng như trong tinh thần để phục vụ Chúa. Và cũng vì cơ đó, chúng con có cơ hội để dâng hiến cho công việc nhà Ngài. Chúng con thật cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Chúng con cầu nguyện, xin Chúa Ngài nhận số tiền này, Ngài ban phước và sự để chúng con sử dụng số tiền này có ích cho công việc nhà Chúa. Cũng như xin Chúa Ngài tiếp tục ban ơn trên mỗi đời sống của chúng con để mọi cơ hội, mọi dịp thuận tiện chúng con đều có thể phục vụ Chúa được. Và nhất là chúng con cầu nguyện cho những người ở tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như ở tại Syria. Có rất là nhiều người họ đang gặp cái sự khó khăn rất là nhiều, và rất là nhiều người họ rất là đau buồn vì cớ thân nhân của họ bị qua đời và cớ trận động đất. Rồi có nhiều người ngày hôm nay cũng không có nhà cửa để ở. Cho nên vì vậy cái sự khó khăn của họ chồng chất rất là nhiều. Chúng con cầu nguyện xin Chúa thương xót. Không những thương xót cho tất cả những con cái của Chúa trong giáo hội có thể giúp đỡ cho những người bên đó, nhưng mà cầu nguyện cho tất cả mọi người ở khắp nơi trên thế giới. Họ cũng có thể đến để họ khích lệ tinh thần, họ giúp đỡ những người tại bên đó từ vật chất đến vấn đề tinh thần. Chỗ ăn, chỗ ở, làm sao cuộc sống của họ được sớm ổn định. Chúng con thật cảm ơn Chúa vì chúng con được sống tại đây. Cho đến ngày hôm nay, chúng con thấy Chúa ban phước cho chúng con thật là nhiều. Chúng con cầu nguyện xin Chúa thương xót những người đang gặp những sự khó khăn đó. Và nếu chúng con, không những chúng con chỉ cầu nguyện cho họ, nhưng mà chúng con cũng cầu nguyện, nếu có thể được, xin Chúa cho chúng con có thể bớt chút tài chánh để có thể giúp cho những người bên đó đồng công với giáo hội trong tinh thần phục vụ Chúa vì cớ danh của Ngài, để hầu cho nhiều người có cơ hội được biết đến tình yêu của Thiên Chúa. Cho nên vì vậy chúng con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Xin Chúa cũng gìn giữ tất cả những con cái của Chúa, những vị giáo sĩ đang làm việc ở tại hai quốc gia này, họ được ở trong bóng cánh toàn năng của Chúa, nhưng cũng có cơ hội phục vụ Chúa nhiều hơn và có cơ hội để chia sẻ tình yêu của Ngài đối với tất cả những người xung quanh. Thank you, our Father in heaven, for the time we can come to worship you. Thank you for the opportunity we can show our love to you, to the giving. We just ask you to receive the gift, bless it, and use it for your glory. We also pray for all the missionaries in Turkey and also in Syria. I just ask you to be with them, give them the strength, the wisdom, so how they can and serve you by serving the other people, so they may know your name and they can come to you, or they can glorify your name. We just thank you for that. I ask you to continue to be with us if whatever we can, not only pray for the people, but also we can share with them the whatever we have in our be able to do that in your name, so that more people can and see your love. Chúng con cảm ơn Chúa và cùng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau để chúng ta nghe lời của Chúa. Let us continue to
worship the Lord through scripture reading. I asked Mr. Tuyen to come and to read in Vietnamese. Nhưng mà ông Tuyen đến để đọc lời của Chúa. I asked Mr. Tuyen to read in Vietnamese. English follow on the screen. Chào mục sư, chào hội thánh. Hôm nay tôi đọc kinh thánh là tiếp trong phúc âm Luca đoạn 23 từ câu 27 đến câu 38. Đây là bản dịch mới. Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự. Một đoàn người rất đông theo ngài gồm dân chúng và các phụ nữ đang đấm ngực thương khắp ngài. Đức Giêsu quay lại bảo: Hỡi các con gái Jerusalem, đừng khóc cho ta, nhưng hãy khóc cho bản thân và các con cái các con. Vì sẽ có ngày người ta nói, phước cho người đàn bà hiếm muộn, cho dạ không sinh đẻ, cho vú không con bú. Lúc đó người ta sẽ khởi sự kêu lên các núi, hãy đổ xuống chúng tôi, và gọi các đồi hãy phủ lên chúng tôi. Vì nếu cây tươi bị đối xử như thế này, thì số phận cây khô còn ra sao nữa. Họ cũng giải theo hai phạm nhân để xử tử với ngài. Đến một nơi gọi là đầu sọ, họ đóng đinh ngài trên thập tự giá cùng với hai tên tử tội, một tên bên phải, một tên bên trái. Đức Giêsu cầu nguyện: Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết mình đang làm gì. Họ bắt thăm chia áo sống của ngài. Dân chúng đứng xem, nhưng các người lãnh đạo phỉ báng ngài: Nó đã cứu người khác, hãy để nó tự cứu mình. Nếu nó đúng là Chúa cứu thế, đấng Đức Chúa Trời chọn lựa. Các binh sĩ cũng chế giễu ngài, đến gần đưa giấm lên cho ngài và nói: Nếu anh là vua dân Gia Thái, hãy tự cứu mình đi. Trên đầu ngài có một tấm bảng ghi: Đây là vua dân Gia Thái. Đây là lời Chúa. Xin Chúa chúc phước cho ngài. Amen. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục trong sự ca ngợi Chúa. Là những người con cái của Chúa, là chúng ta biết rằng Chúa dùng chúng ta là ánh sáng của thế gian và là muối của đất. Nên vì vậy chúng ta sẽ làm những gì tốt đẹp nhất để chiếu sáng sự vinh quang của Chúa. Hãy đăng
trong đường đi mệt mỏi, bao gánh nặng cô đơn, lòng sợ nào hụt hẫng, thế thái với nhân tình. Quyết chí hỡi chiến sĩ là tình mình của Đức Chúa Trời. Ngài gọi ta để cứu bao người, đừng sợ chi hay vào trận tuyến. Giê-xu mang thập tự trên đôi vai là đường ta bước theo hôm nay. Chúa đắc thắng cầm sự sống chiếu sáng, là hai đấng chiếu soi muôn đời. Trong đêm đen ngọn hải đăng lung linh, và sáng mai đến khắp muôn nơi. Trong quyền của Cha, hãy đến mang tấm lòng yêu thương, gạt mọi bao lầm lẫn đã khiến ta ê chề. Chung nhau cùng kêu xin sự phục hưng trên đất nước này, sự phục hưng trên mỗi con người đã hiến dâng cuộc đời vì Chúa. Thắp sáng mai ngọn lửa thiêng trong tim, sự khiêm nhu thứ tha yêu thương. Công hư vinh mà thần hiến hy sinh, hiệp một xây nước Cha trên trời. Vinh quang thay là người theo Giê-xu, là sự sáng cho khắp nhân gian. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Bài hát này cũng là bài hát mà Chúa muốn chúng ta là những người có thể chiếu ánh sáng của Thiên Chúa. Có một điều đặc biệt là khi là những người con cái của Chúa, đôi khi Chúa hỏi các con nghe lời của ta nhưng có làm theo ý của ta hay không. Đó là điều mà Chúa, tôi nghĩ Chúa thường hỏi mỗi đời sống của chúng ta. Và cái câu này đó, chúng mỗi người chúng ta phải trả lời trước mặt Chúa. Cho cái bài hát kế tiếp đó, là bài hát mà chúng ta sẽ hát, và cũng là một câu hỏi để chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta đã theo ý muốn của Chúa chưa. Ok. Bao lâu nay đời ta đây mang danh dân Chúa, đã sống thật theo ý Chúa. Bao lâu nay lòng ta đây dâng trong tay Chúa, đã hết lòng theo Chúa chưa. Chân ta theo dấu Chúa chưa, tay ta lên thánh sạch chưa, tiếng nói có khôn ngoan đi đôi chẳng việc làm, đoan trang theo mắt của Cha. Bao nhiêu từ lời vì Giê-xu coi như lỗ, để sống thật theo Chúa thôi. Bao công danh vì Giê-xu coi như không có, để lòng theo Chúa thôi. Nay ta theo ý Chúa thôi. Chúng kiên nghe Chúa dạy khuyên,
Chúa lãnh hôm nay, chia riêng ra phần mười, đem dâng lên Chúa kính yêu. Anh em ta còn ai đây chưa lo chưa ăn, đã giúp họ cơm áo chưa? Chung quanh ta còn ai đâu chưa nghe danh Chúa, đã nơi họ nghe Chúa chưa? Yêu chưa như Chúa đã yêu, tha chưa như Chúa từng tha, ánh sáng Chúa trong ta soi chăng trong mọi nhà, soi ra như ý Chúa chưa? Bao nhiêu từ lời vì Giêsu coi như lỗ, để sống thật theo Chúa thôi. Bao công danh vì Giêsu coi như không có, để hết lòng theo Chúa thôi. Nay ta theo ý Chúa thôi. Chúng kiên nghe Chúa dạy khuyên, phước Chúa lãnh hôm nay, chia riêng ra phần mười, đem dâng lên Chúa kính yêu. Anh em ta còn ai đâu chưa lo chưa ấm, đã giúp họ cơm áo chưa? Chung quanh ta còn ai đây chưa nghe danh Chúa, đã nơi họ nghe biết chưa? Yêu như như Chúa đã yêu, tha chưa như Chúa từng tha, ánh sáng Chúa trong ta soi chăng trong mọi nhà, mau mau theo ý của Cha. Amen. Tôi nghĩ cái bài hát vừa rồi quý vị hát nó rất là thực tế, phải không ạ? Là những người con gái của Chúa thì rất là thực tế trong chính đời sống của chúng ta, những gì mà Chúa dạy chúng ta cần phải áp dụng trong chính đời sống của mình. Quý vị nói tôi tắt cái máy điều hòa rồi, quý vị muốn mở hít không? I could turn the AC now. I ask if you want to turn the heat, you know, the temperature inside over here. Okay, thank you. Ở trong buổi chiều ngày hôm nay, những bài hát mà quý vị hát, thường thường những bài hát đó mà quý vị hát ở trong sự thờ phượng đó, thì thứ nhất đó là dẫn chúng ta đến trong sự thờ phượng Chúa. Thứ hai đó, để tôn vinh chúc tụng danh của Chúa. Và thứ ba, để nhắc nhở cho chúng ta ở trong cái ý nghĩa của trong sự dạy dỗ, những bài học mà Chúa muốn dạy dỗ cho mỗi đời sống của chúng ta. Actually, every song we sing during the worship time is the time for us to sing and to connect us with God. And second thing, we want to glorify Him, to sing praise to Him. And the third is the one we can relate to the message. And to teaching us how can the Lord teach us to the message that we really relate to the song. So just thank God for all the songs we just sang. Buổi chiều ngày hôm nay chúng ta học chung với nhau đề tài đối xử tử tế với người sai phạm. Chúng ta đang ở trong một cái loạt bài nói về cái tinh thần của sự tha thứ, tinh thần của cách đối xử chúng ta là những người con cái của Chúa, cách đối xử chúng ta với người khác để thì họ có thể nhận biết chúng ta là con cái của Chúa hay là không. Cho nên vì vậy chúng ta cần suy nghĩ và áp dụng trong chính đời sống của mình. Một câu kinh thánh mà chúng ta sẽ đọc trích ra trong những câu kinh thánh mà ông Tuyên vừa đọc lúc đấy đó. Có thể quý vị nói, ồ bây giờ hôm nay bây giờ mới là tuần này chuẩn bị, tuần này là cái tuần bắt đầu vào thứ tư tuần này đó, là tuần
của cái mùa mùa vọng hay là mùa cho đó. Cái mùa cho là cái mùa mà chúng ta là suy gẫm về sự thương khó của Chúa Giêsu. This Wednesday, the Ash Wednesday. Did you know that? Ash Wednesday for the beginning of the time we meditate about the Christ's suffering. So this Wednesday begin with this Wednesday. Khi mà chúng ta mới nghe như vậy và chúng ta nói, ồ, như vậy là mục sư đâu có gì, mục sư đây giảng về cái đề tài, chắc là đề tài về sự thương khó, đề tài về, về phục sinh. Thật ra thì mỗi đề tài nó có một cái sự liên hệ đến từng cái giai đoạn, từng cái cách mà chúng ta, trong thời kỳ chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa. Nhưng mà trong buổi chiều ngày hôm nay, cái câu Kinh Thánh mà chúng ta sẽ cùng học tập trung với nhau đó, là câu số 34, tôi mời quý vị đọc chung cùng với nhau câu này, let us read. Verse 34, if you can read in Vietnamese, okay, mời quý vị đọc chung cùng với nhau. Đức Giêsu cầu nguyện, lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết mình đang làm gì. Vì họ không biết mình đang làm gì. Let us pray, okay. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con được cùng nhau thờ phượng Chúa. Đây là thời gian chúng con ngồi dưới bề chân của Chúa để nghe tiếng của Ngài, sự dạy dỗ của Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa ở cùng với chúng con, giúp chúng con trong sự nghe, trong sự hiểu và trong sự áp dụng vào trong chính đời sống của mình. Còn cầu nguyện cho chính mình con, xin Chúa dùng con để truyền tài sự điệp cho các con cái yêu dấu của Chúa. At this time, I ask the Holy Spirit be with us. Help us to listen well and also understand and also apply that in our lives. When we hear your message. Chúng con cùng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa mọi quý vị, có một người câm mà hỏi yêu cầu cái người đó định nghĩa về sự tha thứ. Câm mà yêu cầu hoặc là nói với người đó, xin người đó định nghĩa về sự tha thứ đó. Thì người đó lấy một cây viết chì và người đó viết một câu như vậy. Đó là hương thơm tuyệt vời mà một bông hoa phát ra khi bị giẫm đạp. Đó là hương thơm tuyệt vời mà một bông hoa phát ra khi bị giẫm đạp. Thường thường khi chúng ta làm cái gì, chúng ta nếu mà bông hoa hay cái gì đó, chúng ta làm nó bị gãy hay là gì đó, chúng ta hoặc là cái vị bóp những cây bông hay gì đó chẳng hạn như vậy, khi nó bị gãy ra rồi đó thì nó thoát ra những cái hương ở trong đó và quý vị có thể nghe rõ ràng hơn. Cho nên vì khi mà đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng cái người này họ nói rằng nếu mà cây bông đó, cây hoa đó mà cái nó bị bóp ra, nó bị gãy ra, nó bị bẻ ra, nó bị bóp dẹp ra đó thì nó thoát ra cái hương cái mạnh mẽ hơn, nó một cách nhiều hơn. Cho nên vì vậy là những người con cái của Chúa thì chúng ta thấy rằng khi trong đời sống chúng ta cũng vậy, chúng ta gặp những cái sự khó khăn, thử thách, đó cũng là khi mà chúng ta có thể bày tỏ được, thoát ra được cái hình ảnh chúng ta là những người con cái của Chúa như vậy, là những người con cái của Chúa. Một cái cây mà cây đàn hương đó, cái cây đàn hương, cây này nó có mùi thơm đó. Bình thường có thể người ta không ngửi thấy cái gỗ nó có thơm như thế nào. Nhưng mà khi người ta dùng cái búa ta chặt nó xuống đó, nó bị gãy xuống đó, bị đổ xuống đó, thì cái mùi hương của nó phát ra nhiều hơn. Mỗi người chúng ta là con cái của Chúa, cái ngôn từ của chúng ta đó, khi chia sẻ ra đó, nói ra đó, thì nó như là một cách để bày tỏ cái cửa sổ linh hồn của chúng ta, tâm trí của chúng ta, trái tim của chúng ta. Và cũng chính vì trong cái tinh thần đó, khi chúng ta đọc chung với nhau cái đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc cái câu đó đó, thì khi Chúa Giêsu cầu nguyện, và khi Chúa Giêsu cầu nguyện phát ra tiếng đó, thì cái sự cầu nguyện của Chúa là, lạy Cha xin tha thứ cho họ, vì họ không biết mình đang làm gì. Cái lời cầu nguyện này rất là quan trọng. Khi Chúa Giêsu bị đóng lên trên cái thập tự giá thì Chúa Giêsu cầu nguyện, và đây là điều rất là đặc biệt, cầu nguyện cho những người đang đóng đinh Chúa. Tôi nghĩ đó, theo bản chất tự nhiên của mỗi người đó, những cái người nào mà đóng đinh mình khiến cho mình bị đau, khiến cho mình bị khổ đó, thường thường mình rất là ghét họ và bực bội với họ. Nhưng đây là cái sự khác biệt giữa chúng ta với Chúa và giữa chúng ta với con cái của Ngài. À, ngay trong cái hoàn cảnh khó khăn như vậy thì Chúa Giêsu cầu nguyện cho họ. Chúa Giêsu cầu nguyện xin Cha tha thứ cho những kẻ đóng đinh Chúa. Bởi vì trong đó thì nói rằng bởi vì họ không biết họ đang làm gì. Nhưng mà trong cái đề tài mà tôi chia sẻ ngày hôm nay đó là đối xử tử tế với người sai phạm. Cái người sai phạm đây đó là cái người mà đã được xác định là họ là sai phạm rồi. Tôi dùng cái từ là xác định thôi là họ là sai phạm, chứ không phải là họ phạm lỗi hay là cái điều gì đó. Phạm lỗi có thể là nhiều khi, có khi chúng ta nghĩ như vậy nhưng mà chưa chắc nó phải là như vậy. Cũng giống như tại Mỹ này, khi người ta bắt ai đó, người ta đưa ra tòa về cái tội gì đó, khi mà tòa chưa có gọi là
công bố rằng cái người này phạm tội thì người ta vẫn chưa kể đó là tội nhân, đó là người phạm tội. Mặc dù là có những cái bằng chứng nhưng mà chưa, cái bằng chứng đó có thể bị ngụy tạo, những bằng chứng đó có thể là không đúng. Nhưng mà khi người ta đã quyết định, người ta coi mọi thứ là đúng rồi, xác định rồi đó, thì mới xác định được người đó là có tội. Cho nên cái tiếng Việt nó thật là hay đó, chứ tội lỗi nó hay lắm. Cái tội là được xác định, cái lỗi đó là có thể là chưa chắc đã được xác định, mà cũng có thể có nữa. Nhưng mà nó là tùy theo như vậy, là tùy theo cái cách chúng ta suy nghĩ về như vậy. Cho nên vậy đó, cái lời đầu tiên ở trong 7 câu, câu nói của Chúa Giêsu trên thập tự đó, thì chúng ta thấy điều rất là quan trọng. Chúa chúng ta đã đấng cứu rỗi, Ngài biết cái điều Ngài phải làm gì khi Ngài chết trên cái thập tự giá. Chúa Giêsu biết rất là rõ như vậy. Chúa Giêsu biết rằng Ngài chết trên cái thập tự giá là vì có mục đích, và Ngài biết Ngài đang làm cái gì. Và chúng ta biết rằng trong cái câu chuyện này đó, thì khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cái thập tự giá đó, thì có hai tên trộm cướp cũng bị được đóng đinh cùng với Chúa ở lúc bây cùng bây giờ. Cho nên vì vậy đó, cái lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, cái 7 câu nói sau cùng Chúa Giêsu trên thập tự giá đó, thì có 3 câu đó thì Chúa nói với Cha của mình trên trời, và 4 câu sau đó thì Chúa nói với tất cả những người xung quanh, nói với những người xung quanh. Cho nên vậy đây là một cái điều mà chúng ta suy nghĩ trong buổi chiều ngày hôm nay, nó có một cái nền tảng căn bản để chúng ta suy nghĩ về lời của Chúa, suy nghĩ về tinh thần vị tha, tinh thần tha thứ của Chúa Giêsu. Tha thứ đối với những kẻ đóng đinh Chúa, cho là những người con cái của Chúa đó. Tại sao Chúa cứ dạy chúng ta là phải tha thứ cho những người khác? Và có những chỗ Chúa nhấn mạnh một điều rất là quan trọng, phải tha thứ cho những người khác thì để Cha trên trời mới tha thứ cho mỗi chúng ta. Cho vì vậy đây là những câu mà tôi nghĩ rằng cũng vì ích lợi cho mỗi đời sau chúng ta. Chúng ta tha thứ cho người khác là đã ích lợi cho chúng ta. Và đây tôi hãy nhắc với quý vị là cái điều này, tha thứ cho người khác. When we forgive the other people, that means because that is for our benefits. Just thank God, everything God do for us because of our benefits. When we forgive the other people, that's for our benefits. First of all, our first benefit is we obey God's command. We obey God's teaching. Second is that the peace will be with us. The peace of God will be with us because we forgive them and we understand that God will take care for that. Cho nên vì vậy khi chúng ta suy nghĩ ở trong vấn đề như vậy, thì chúng ta thấy rằng đây là điều mà Chúa muốn dạy cho chúng ta buổi chiều ngày hôm nay. Ở trong cái tinh thần của là những người con gái của Chúa đó, chúng ta cần phải lắng nghe và chúng ta đối xử tử tế với những người sai phạm ở trong đây. Điều thứ nhất, cái khoảng khắc tệ hại trong lịch sử, khoảng khắc tệ hại trong lịch sử. The worst moment in the history. Cái khoảng khắc tai hoại trong lịch sử tại đây đó, thì đây là một cái bi kịch, phải không ạ? Cái bi kịch mà người ta đóng đinh Chúa Giêsu, đúng là người ta không được quyền đóng đinh Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu là người hoàn toàn vô tội, Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, nhưng mà người ta lại đi đóng đinh Chúa Giêsu. Nếu chúng ta suy nghĩ về Chúa Giêsu đó, Chúa Giêsu là người tốt nhất ở trên trần gian này, ở trong cái vũ trụ này, Chúa Giêsu là người tốt nhất, nhưng mà người ta lại đóng đinh Chúa, mà ta đóng đinh Chúa cùng với hai tên tội phạm khác. Có một câu chuyện kể về đó, ông vua Clovis đó, là vua của người French đó, thì khi ông cải đạo, và không cải đạo tại cái gì đó là cải đạo, giống như ông ta có đạo rồi nhưng mà ông theo Chúa, theo đạo Chúa đó, thì ông theo đồng thế là những cái giống như sư Phaolô vậy, ông đã theo Chúa thì ông thấy theo Chúa là cái điều đúng vô cùng, bởi vì đã trải nghiệm những cái tôn giáo khác, bây giờ mình theo Chúa là điều tốt lắm. Thì khi người ta kể chuyện về cái câu chuyện mà ta nói Chúa Giêsu bị đóng đây trên cái thập tự giá, giống như ở trong cái đoạn kinh thánh ở trong mà Luca chúng ta vừa nghe đọc đó, người ta kể, người ta đọc cho ông nghe, thì khi ông nghe xong, ông giơ cái kiếm lên, ông nói rằng tại sao người ta làm như vậy, và nếu như tôi và những quân lính của tôi á, những lính của tôi ở đó lúc bây giờ đó, thì cái chuyện đó không thể nào xảy ra được. Khi một người nghe như vậy còn thấy bất bình, bởi vì một người tốt như Chúa Giêsu mà vẫn bị người ta đóng đinh trên thập tự giá như vậy. Cho nên vì vậy khi chúng ta suy nghĩ vào trong đường này, trong cái trường hợp này, có những người khi theo Chúa rồi họ vẫn cảm nhận được cái sự mà không đúng khi người khác đối xử với họ. Cho nên vì vậy khi chúng ta suy nghĩ ở trong cái tinh thần này đó, là những người con cái của Chúa đó, chúng ta cần phải suy nghĩ rằng chúng ta biết rằng Chúa chúng ta là đấng hoàn toàn vô tội. Chúa chúng ta là đấng công bình. Chúa chúng ta là đấng nhân từ. Chúa chúng ta là đấng hay thương xót cho những người khác. Cho nên vì vậy, Chúa là đấng
Đúng là đấng không ai dám có quyền lên án Chúa hết, nhưng mà người ta lên án Chúa. Chúa là đấng duy nhất mà không người ta không thể nào mà đóng đinh Chúa được, nhưng mà người ta vẫn đóng đinh Chúa. Cho nên vì vậy trong tinh thần đó, chúng ta suy nghĩ tại đây, trong tinh thần đó, những người khác đó, họ phạm tội thì họ bị xử phạt theo cái tội của họ, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà đối với Chúa Giêsu là đấng vô tội, nhưng mà họ vẫn xử tội Chúa Giêsu, và đó là một cái tệ hại, một cái sự sai lầm vô cùng. Nhưng mà đối với Chúa, đây nha, Chúa không bị đóng đinh mà người ta vẫn đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Điểm thứ hai chúng ta suy nghĩ ở trong cái ý này, Chúa, Thiên Chúa vượt quá sự dốt nát và tội lỗi của nhân loại. Loài người ngày hôm nay thật ra chúng ta hiểu không có cái sự khôn ngoan đủ, không có sự hiểu biết đủ, và cũng chính vì vậy loài người phạm rất là nhiều tội. Cũng chính vì như vậy loài người bị Satan nó cám dỗ, nó làm cho phạm tội cùng với Chúa ở tại trong vườn Gethsemane. Cho nên vì vậy khi chúng ta suy nghĩ ở trong cái tinh thần này đó, thì chúng ta thấy ở trong thư Timôthê nhất đó, đoạn 3 câu 16 thì nói rằng không ai có thể phủ nhận mầu nhiệm của đạo Chúa thật là vĩ đại. Thì đó là sự khác biệt. Chúa của chúng ta thật là vĩ đại. Chúa của chúng ta là Chúa của muôn Chúa, vua của muôn vua. Ngài đấng đã tạo dựng nên vũ trụ này. Và đây là điều mà rất là đặc biệt. Nếu mà quý vị, tôi nghĩ là nhiều khi mỗi người chúng ta suy nghĩ, nếu chúng ta biết về trong vũ trụ này, chúng ta hiểu trong vũ trụ này đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng Chúa của chúng ta quá tuyệt vời. Cả cái vũ trụ này đó, nó có một cái sự tuần hoàn mà bao nhiêu, có thể nói là tỷ năm nay rồi đó, nó vẫn không thay đổi. Trái đất của chúng ta nó mênh mông như vậy, mà đó thật ra nó chỉ là một cái hành tinh rất là nhỏ trong vô hàng tỷ cái hành tinh. Quý vị cũng nói, quý vị chỉ đọc thử thôi. Khi tôi đến cái chỗ mà Đài Thiên Văn đó, ở trên LA đó, khi tôi đến Đài Thiên Văn tôi coi đó, thì nó chỉ là những cái sao này sao kia như vậy, và nó cho tôi thấy có những cái ngôi sao đó, nó cũng ở gần trái đất thôi, nhưng mà nó to gấp 12 lần cái trái đất này, và có những cái ngôi sao nó to lớn gấp bằng triệu lần cái trái đất này, mà người ta vẫn có thể theo dõi được. Cho nên vì khi mà suy nghĩ về cái trái đất này đó, cái vũ trụ này, tôi nói cái trái đất này, nhưng mà tôi nói về vũ trụ là bao gồm tất cả những cái gì mà chúng ta biết, những cái gì mà chúng ta không biết, nó vĩ đại vô cùng, mà Chúa chúng ta là đấng tạo dựng nên nói như vậy. Cho nên vì vậy khi chúng ta suy nghĩ về những cái điều này đó, thì đây là những điều minh họa về Chúa chúng ta là đấng quyền năng, Thiên Chúa chúng ta là đấng xứng đáng nhận được sự tôn vinh chúc tụng. Nhưng mà loài người thì lại kiêu ngạo, loài người đến để xử Chúa, có những người đến để mà đóng đinh Chúa như vậy, đây là một cái sự sai lầm vô cùng. Mà nhưng mà trong Kinh Thánh ở Isa đoạn 53 câu số 10 thì nói rất là rõ, Đức Thiên Chúa đó bằng lòng để Chúa Giêsu bị chà đạp, bị đau đớn. Bằng lòng như vậy là tại vì Chúa muốn cứu chuộc mỗi đời sống của chúng ta. Thiên Chúa muốn Chúa Giêsu đó là đấng có thể làm của lễ dâng mà được Thiên Chúa chấp thuận để có thể cứu chuộc chúng ta ra khỏi tội, để đưa chúng ta được trở về cái mối liên hệ với Thiên Chúa và có sự sống đời đời, và ở được sau khi cuộc đời này qua đi sẽ được vào trong thiên đàng ở cùng với Thiên Chúa. Đây là điều mà tôi nghĩ rằng là những người con cái của Chúa, tôi nghĩ rằng đây là điều mà phải cảm ơn Chúa. Chúng ta tin Chúa và chúng ta tin Chúa, chúng biết Chúa chúng ta là ai. Nhiều người họ có niềm tin, họ đặt vào chỗ vào thần này thần kia, nhưng mà thật ra họ không biết vị thần đó là ai. Chúng ta biết Chúa chúng ta là ai, đây là một cái sự khác biệt như vậy. Cho nên vậy Chúa đã chết cái thập tự giá ở trên đồi Golgotha để chết thế cho tội lỗi của chúng ta. Chúa chết vì cớ Chúa gánh tội lỗi cho chúng ta như vậy. Một đấng vô tội mà phải chết thế cho những kẻ có tội, có tội như vậy. Cho nên vì vậy Chúa Giêsu được gọi là người quá tốt. Nhưng mà khi Chúa Giêsu bị đóng đinh thì đóng đinh với hai tên trộm ở tại một tên bên phải, tên bên trái như vậy. Và trong cái ngày mà định mệnh của Chúa Giêsu đó thì có ba cái chết và ba kiểu chết. Ba cái chết, thứ nhất đó, một người đã chết trong tội lỗi vì người ấy từ chối tình yêu của Thiên Chúa. Tại vì nó từ chối tình yêu Thiên Chúa cho nên nó phải bị chết, bởi vì người ta không nhận được cái sự cứu chuộc. Cái người thứ hai đó
là cái tên trộm này chết nhưng mà được tha tội, chết mà được tha tội, và cái người đó có được cái sự thương xót của Chúa, và người đó chết nhưng mà được hưởng sự sống đời đời, bởi vì chết chẳng qua là cái trong đời này thôi, nhưng mà cái linh hồn của bất diệt thì ở trong cái sự sống thường xương xót đời đời của Chúa. Và người thứ ba là người chết ở trên cái thập tự, trên cái thập tự là người đứng ở giữa đó, thì là đấng duy nhất chết vì cớ tội lỗi của những người khác. Chúa hoàn toàn không phải chết vì tội lỗi của mình. Hai người kia chết vì tội lỗi của họ, nhưng mà Chúa chết vì tội lỗi của người khác. Cho nên vì vậy khi chúng ta suy nghĩ ở trong vấn đề này như vậy, cho nên vì vậy khi chúng ta ăn năn về tội lỗi của mình đó, thì chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã chết vì cái tội lỗi của chúng ta. Cho nên vì vậy Chúa giúp chúng ta trong tinh thần, chúng ta biết là chúng ta là con cái của Chúa. Đây là cái đặc ân, đây là cái đặc ân Chúa cho mỗi đời sống của chúng ta như vậy. Cho nên nhiều khi chúng ta đi nhà thờ, chúng ta thờ phượng Chúa, và chúng ta có được nhắc nhở về cái tình yêu của Thiên Chúa qua sự chết của Ngài, và chúng ta tin tưởng nơi Chúa để chúng ta có được cái sự sống đời đời. Đó là cái đặc ân mà chúng ta có được như vậy. Chúng ta phải cảm ơn Chúa về điều đó. Và điểm thứ ba La Mã chúng ta suy nghiệm chung cùng với nhau. Điểm thứ ba La Mã, nhưng đây không phải là tất cả. Nhưng đây không phải là tất cả. Cái khoảng trống của vị đề là tất cả. Chúa Giêsu là đấng yêu thương đến thế gian này, là đấng yêu thương nhân loại đến thế gian này, chịu chết cho kẻ những kẻ có tội. Chúa chết rồi nhưng mà không phải là hết. Chúng ta thấy rằng đây là một điều mà Chúa dạy cho chúng ta như vậy. Để con người được cứu đó thì loài người phải ăn năn về cái tội lỗi của mình và có đức tin nơi đấng cứu rỗi là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là đấng duy nhất có sự cứu rỗi. Chúa Giêsu là đấng duy nhất có được cái khả năng để đưa chúng ta đến cái sự hư mất, từ sự hư mất đến cái sự sống đời đời. Cho nên vì vậy đây là cái đặc ân mà Chúa ban ơn cho mỗi chúng ta. Tôi thì tôi cũng hay coi những cái YouTube mà nói về những cái tôn giáo, hay là học về những cái tôn giáo ở khắp nơi trên thế giới đó. Thì tôi càng coi thì càng thấy rằng Chúa của mình quá là tuyệt vời. Chúa của mình là đấng quyền năng. Sau khi Ngài chết vì cái tội lỗi rồi, thì chính Thiên Chúa đó, là Chúa Cha đó, khiến Ngài từ kẻ chết sống lại và ban cho Ngài cái địa vị. Và khi chúng ta tin tưởng nơi Chúa Giêsu làm cứu cho chính đời sống của mình đó, thì chúng ta có sự sống đời đời. Cho nên vì vậy Thiên Chúa có quyền, Thiên Chúa làm tất cả những gì, điều gì tốt đẹp nhất về tình yêu để có thể cứu chuộc nhân loại, cứu chuộc loài người ra khỏi tội lỗi. Cho nên vì vậy Chúa dạy chúng ta cái bài học buổi chiều ngày hôm nay đó, là Chúa dạy chúng ta rằng Chúa chết để Chúa tha thứ cho chúng ta. Và khi Chúa chết, Chúa tha thứ cho chúng ta, thì Chúa dạy chúng ta cũng phải tha thứ cho những người khác giống như Ngài. Tha thứ. Tôi thì tôi nghĩ rằng quý vị, có những người biết tôi thì trước đến bây giờ tôi vẫn nói rằng tha thứ là một cái đặc ân Chúa cho chúng ta. Tha thứ vì có ích lợi cho mỗi đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không tha thứ, chúng ta mới là người khổ. Bởi vì nhiều khi chúng ta ghét những người khác, chúng ta bực những người khác, chúng ta buồn những người khác. Nhưng người khác có nhiều người họ không hiểu, bởi vì có những cái sai của họ, họ không biết. Nhưng mà chúng ta cứ giữ trong lòng của mình, chúng ta không có tha thứ, chính chúng ta mới là người khổ như vậy. Cho nên vậy, Chúa nói cái câu Kinh Thánh mà Chúa nói rằng, lạy Cha, Đức Giêsu cầu nguyện, lạy Cha xin tha thứ cho họ, vì họ không biết mình đang làm gì. Jesus says, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. God wants us to forgive the other people. As Jesus already said that. Chúa Giêsu cầu nguyện như vậy. Ở trên cái thập tự, trong hoàn cảnh đau thương như vậy, Chúa Giêsu vẫn cầu nguyện, xin tha thứ, xin Cha tha thứ cho những người khác. Bởi vì họ không biết họ đang làm gì. Thật ra đối với họ, bây giờ họ đóng đinh Chúa, họ biết chứ. Nhưng mà họ không có cái quyền để họ làm theo cái sự nhận biết của họ, mà họ làm theo họ chỉ có làm theo ý riêng để đóng đinh Chúa Giêsu mà thôi. Cho nên vì vậy khi chúng ta tha thứ, trong điều rằng tha thứ thì có ý nghĩa là gì? Tha thứ có nghĩa là gì? What is forgiveness? Tha thứ có nghĩa là gì? Tha thứ có nghĩa là đây là một cái nói về cái sự cứu rỗi. Chúa Giêsu Ngài chết cái thập tự giá để tha thứ cho chúng ta, để chúng ta nhận được sự cứu rỗi như vậy. Thì tha thứ nó có một cái ý nghĩa trong cái sự cứu rỗi như vậy. Và tha thứ đó là một trong cái hành động để giải phóng chúng ta khỏi cái cảm giác của tội lỗi và hậu quả của những cái hành động và thái độ bất chính
ở trong chúng ta. Tôi nghĩ là khi chúng ta tha thứ, chúng ta không còn nghĩ tới những cái điều đó nữa đó, thì chúng ta mới là người khổ. Tôi biết rằng nhiều khi chúng ta bực bội ai, chúng ta không tha thứ cho họ, chúng ta cứ nghĩ hoài. Nhiều khi mình mới là người mất ăn mất ngủ, mà người khác thì họ tỉnh bơ, giống như không có chuyện gì xảy ra hết. Cho nên vì vậy Chúa nói chúng ta một điều rất là, khi chúng ta tha thứ thì có nghĩa là chúng ta có được ở trong cái ơn của sự cứu chuộc của Chúa trên mỗi đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta tha thứ đó thì nói về cái tình trạng của đời sống Cơ Đốc chúng ta cần có trong đời sống của mình. Quý vị hát cái bài hát sau cùng, cái bài hát đó, chiếu sáng như hải đăng. Chúng ta là những cái, Chúa ví chúng ta như là những con hải, ngọn hải đăng. Chúng ta đứng tại đâu chiếu sáng ra về cái sự sáng của Chúa cho những người khác, tha thứ cho những người khác, làm những gì tốt đẹp nhất vì cớ chúng ta là con cái của Chúa. Và nếu chúng ta là con cái của Chúa thì chúng ta phải làm tất cả những gì tốt đẹp nhất vì cớ danh của Chúa. Thưa xin Chúa ngài giúp cho chúng ta ở trong cái tinh thần tha thứ cho những người khác, tha thứ cho những người khác hoặc là đối xử với họ. Tha thứ tại đây nhưng mà không phải tha thứ rồi chúng ta bỏ quên, bỏ chúng ta giống như là không còn đếm xỉa đến họ. Nhưng mà tha thứ tại đây đó, Chúa muốn chúng ta cần phải có một cái thái độ tốt hơn, là phải đối xử tử tế với cái người đó. Trong cái đây thì nó là xác định rằng đây là những cái người đó họ đã có sai phạm rồi, họ đã được xác định là sai phạm rồi, họ đã làm cái điều đó, có thể trong cái sai phạm đó có thể vì cớ một cái vô ý hay về cớ một cái bất toàn họ phạm tội. Nhưng mà cái vấn đề họ phạm cái điều gì đó với mình đã được xác định, nhưng mà Chúa vẫn nói rằng mình phải đối xử tử tế với họ. Tôi nghĩ đây nó phải đi xa hơn, không cho chúng ta tha thứ nhưng mà phải đối xử. Tôi cũng nghĩ là nhiều khi chúng ta nói Chúa không cho chúng tha thứ cho chúng ta mà ngài phải chăm sóc cho chúng ta nữa, chăm sóc, yêu thương, nâng đỡ, làm tất cả mọi sự vì cớ mỗi đời sống của chúng ta. Cho nên vì vậy khi Chúa Giêsu đã tha thứ, chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta cần phải tha thứ giống như ngài. Cho nên buổi chiều ngày hôm nay cái bài học này Chúa nói rằng chúng ta cũng phải tha thứ, và trong có thể nói rằng tha thứ ngay cả những kẻ thù của chúng ta nè, những người họ làm những cái chuyện khiến cho chúng ta đau đầu, nhưng mà chúng ta cũng phải tha thứ cho họ bởi vì Chúa muốn chúng ta như vậy. Có nhiều điều Chúa dạy chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta chỉ cần biết vâng theo điều Chúa dạy thì đó là cái phước hạnh mà Chúa ban cho mỗi đời sống chúng ta. Để qua cái sự chia sẻ như vậy đó, người khác họ nhận biết cái sự sai của họ, họ ăn năn, họ trở về cùng với Chúa. Ở trong cái đời sống của chúng ta, tôi không biết rằng quý vị, thật cái điều là tôi cũng nghĩ rằng có những người đã từng, nhiều những con cái của Chúa nói rằng tôi không bao giờ tha thứ được hết á, tôi không bao giờ tha thứ được. Khi tôi nghe như vậy tôi thấy cũng buồn á. Mình nói mình tin Chúa mà mình nói tôi không bao giờ tha thứ cho người khác được, khi người khác nói chuyện tha thứ tôi không tha thứ cho người khác được. Đúng là người đó không nên có cái thái độ như vậy, người đó phải có cái thái độ ở trong việc tha thứ. Nhưng mà tha thứ không phải là dễ. Nói vậy chứ tha thứ không phải là dễ. Nhưng mà phải có thái độ tha thứ cho những người khác như vậy. Cho nên khi chúng ta suy nghĩ về cái điều này, là có một ông tướng khi ông ở tại Anh Quốc, là có một vị tướng. Khi ông đến ông nghe ông John, mục sư John Wesley giảng. Thì ông mục sư John Wesley ông giảng, ông nói về cái đoạn cái thánh đông nói rằng Chúa đã tha thứ cho chúng ta, chúng ta phải tha thứ cho những người khác. Thì ông tướng này ông nói rằng, mục sư ơi, giảng nghe thì rất là được, nhưng mà tha thứ cho những người khác thì khó, tôi không thể tha thứ cho những người khác được. Một vị tướng đến nói cho một mục sư nói rằng, mục sư giảng về sự tha thứ hay lắm, nhưng mà tôi thì không thể tha thứ cho những người mà họ làm hại tới tôi được, hoặc là làm điều gì đó mà tổn thương tới tôi được. Thì ông John Wesley, mục sư John Wesley, ông nhìn về ông đó và ông nói rằng, thưa ông tướng, tôi mong rằng đó là ông sẽ không bao giờ phạm tội hết. Ông sẽ không bao giờ phạm tội hết. Cái ý chỉ nhắc rằng nếu ông phạm tội, ông cũng phạm tội thì ông cần cái sự tha thứ của những người khác. Thì cái tốt nhất bây giờ là ông nên tha thứ cho những người khác để ông sẽ được tha thứ. Nhưng mà ông nói rằng, ông kia nói tôi không tha thứ được. Thì ông nói rằng tôi hy vọng rằng ông không bao giờ phạm, nghĩa là phạm tội hết. Và chúng ta biết chắc chắn rằng không ai là không phạm tội hết, phải không? Chỉ có tội nhiều hay tội ít mà thôi. Cho nên vì vậy khi chúng ta suy nghĩ ở trong cái tinh thần đó, Chúa dạy chúng ta đó, chúng ta biết rằng chúng ta cũng là những người bất toàn, chứ chúng ta không hoàn hảo gì. Cho nên nhiều khi đó chúng ta cũng có những sai phạm, chúng ta cũng làm những điều không đúng, chúng ta cũng gây lên cái sự tổn thương đối với những người khác.
Thì cái tốt nhất đó là chúng ta thực hiện trước sự tha thứ, để tha thứ cho những người khác nếu như có ai làm điều gì đó đối với mình. Và xin Chúa ngày ban phước cho chúng ta trong tinh thần đó, để chúng ta biết rằng cái sự tha thứ này đó sẽ giúp cho chúng ta có được cái sự bình an. Sự tha thứ này sẽ giúp cho chúng ta có được cái phước hạnh mà Chúa ban ơn cho mỗi đời sống của chúng ta như vậy. Tôi tin rằng đó, Chúa cũng sẽ hỏi quý vị. Chúa nói rằng con có bao giờ tha thứ cho người khác chưa, hay con có tha thứ cho người khác không? Cái điều này quý vị phải trả lời trước mặt Chúa. Bởi vì sao? Chúa nói rằng chúng ta phải tha thứ. Và nếu Chúa đã dạy chúng ta phải tha thứ và chúng ta nói là không thể tha thứ được, thì có nghĩa là chúng ta đi ngược lại ý muốn của Chúa như vậy. Và Chúa sẽ không vui ở trong tinh thần như vậy. Trong Công Kinh Thánh thì quý vị nhớ, trong Sinh Kinh Thánh thì cũng nhắc cái câu chuyện có một người được Chúa tha thứ mà người đã không tha thứ cho những người khác, và cuối cùng thì phải bị bắt phạt ở trong đó. Cho nên vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta buổi chiều ngày hôm nay, nếu Chúa đã tha thứ cho chúng ta đó, thì chúng ta cần phải tha thứ cho những người khác. Nếu Chúa đã hủy cái tội lỗi của chúng ta đó, mà Ngài phải gánh chịu đó, thì chúng ta cũng phải hủy cái sự sai phạm của người khác đối với mỗi đời sống của chúng ta. Ước mong là chúng ta sẽ làm điều đó trong buổi chiều ngày hôm nay, khi chúng ta nghe lời của Chúa, khi chúng ta biết rằng nếu có ai đó đã có những cái sai phạm đối với mình đó, thì mình cần phải tha thứ cho họ. Và tôi nói với quý vị rằng, khi chúng ta tha thứ đó, là vì cái ích lợi của chúng ta. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Xin mời quý vị đồng đứng dậy trong thời gian này. I just stand up and just thank God for the message today. God already forgive us, and God asked us to forgive for the other people, and that is really a blessing from the Lord for us. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được học lời của Chúa trong buổi chiều ngày hôm nay. Và con cầu nguyện xin Chúa Ngài giúp chúng con, bởi đây là một vấn đề không phải là dễ. Không phải là dễ để đối xử tử tế hay là tha thứ cho những người họ đã làm điều không đúng đối với chúng con. Nhưng mà vì cớ ơn của Chúa, vì cớ quyền năng của Ngài và vì cớ mục đích của Chúa trên đời sống của chúng con cầu nguyện xin Chúa thêm ơn, thêm sức để chúng con có thể tha thứ cho những người khác, đối xử tử tế với những người khác khi họ làm điều gì đó không đúng với chúng con. Xin Chúa Ngài cho chúng con như là những cái tấm gương để soi sáng tình yêu của Thiên Chúa, để hầu cho nhiều người họ thể nhìn thấy Chúa qua chính đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa vô cùng. Cảm ơn Chúa về một tuần lễ mới mà Ngài ban ơn cho chúng con. Xin Chúa Ngài dẫn dắt chúng con, ban phước cho chúng con, và qua chúng con nhiều người khác cũng có thể nhận lãnh được những phước hạnh. Thank you all Father in Heaven for your teaching today. I ask you to help us to forgive the others if they have sins against us, and also help us to be good witness for you. So thank you for new week. I ask you to be with us in new week. Give us the guidance and give us the protection so that we can do anything if we can in your name, and also because of your benefits, because of your glory. So thank you again. I ask you to help us so that we can be a good witness for you. May the love of our Heavenly Father, the grace of our Lord Jesus Christ, the fellowship of Holy Spirit be with you all. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển và Đức Chúa Con và sự thông công của Chúa Thánh Linh ở cùng với tất cả quý cô, quý ông bà, anh chị em. Amen. Chúng ta nghỉ tại đây và mời quý vị qua bên phòng thư viện. I ask you to go to the library, so let us have the time for the fellowship.